Ở đây là một thêm một cái lô chung cư khác nữa, khác hoàn toàn với là cái khu hồi nãy, nhưng mà về kích thước cũng giống như nhau thôi. Chung cư này thì sáng sủa hơn, có khá là nhiều những cái hệ thống camera giám sát so với cái công viên, cái chung cư cũ kia. Wow, chung cư này nhiều camera giám sát ghê á. Phía bên kia còn một cái nữa. Thấy cái sàn gạch ở phía đằng trước không? Nó rất là bóng. Ủa, nước hả ta? Không phải, nó mới lót gạch mới. Cái lô này có vẻ như là khang trang hơn cái lô lúc nãy ha. Mà mình cũng chả biết cái lô nào nữa. Mình cứ thấy thì mình cứ leo lên thôi. Chứ cũng không có bận tâm là lô nào với lô nào. Lên tầng mới. Ôi mở nhạc. Chắc up lên cái bị đánh bản quyền. Sáng thì không, mình nói cái lô này nó sáng sủa hơn với nó sạch hơn cái lô phía bên kia. Lô phía bên kia người ta xả rác nhiều quá, còn cái lô này thì thấy rất là sạch nha. Tuy cùng là ở cư xá Thanh Đa nhưng mà cũng sẽ tùy theo mỗi khu, tùy theo mỗi nhà mà ý thức của họ sẽ khác nhau. Rác nè. Bên kia cũng là một cái khu khác nữa không? 1, 2, 3, 4, 3, 3 tầng. Có người chiên lạp xưởng, nghe một lạp xưởng chiên thơm ghê. Lạp xưởng chiên mà ăn chung với cơm trắng xịt miếng nước tương, phải nói là dân dã nhưng mà ăn cả đời cũng được. Có con chó nó nằm ở đó kìa, không biết chó nhà ai. Nuôi chó mà không nhốt nó trong nhà, thả nó ra giữa đường, nó gặp người lạ thì nghiêng cái nó sủa. Nhà ai cũng đóng cửa hết rồi. Giờ này trưa 12 giờ rồi. Nghe nhà ai cũng nghe mùi đồ ăn, ai cũng đang làm lục 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 làm đồ ăn, làm cơm trưa. Giờ cũng 12 giờ 15 phút rồi, đâu có còn sớm đâu, nấu chừng nửa tiếng nữa thì ăn. Đây cái lối đi xuống rồi. Đó, ở giữa sẽ có một cái lối đi, xe đạp trên đây rất là nhiều.
Lô 10 cư xá Đăng Đa. Ở đây là lô 10 à. Lô 10. Nhà ai cũng đóng cửa hết trơn. Đứng từ trên nhìn xuống nè. Ở phía bên kia còn khu nữa. Nói chung là ở cư xá Đăng Đa có cả 100 cái chung cư giống vậy. Mấy chục cái. Phía bên kia còn một dãy nữa cơ. Quá trời luôn. Làm sao đi hết được. Kiểu giống như là đi tượng trưng thôi. Thì mọi người cứ nghĩ là ừ, cư xá Đăng Đa thì chỗ nào cũng như chỗ nào. Có một số người vứt rác, vứt búa xua, ngồi bắn tiêu vậy. Không bắn tiêu, không có ai đó. Trên này rất là mới nha. Nhìn nó mới lắm, nhưng mà nó bắn tiêu. Không biết khuya 19 mấy 10 giờ đêm biết làm sao. Nhà ai cũng đóng cửa hết trơn rồi. Ở đây mà làm bối cảnh phim ma cũng ok. Buổi tối á, kiểu như là trong mấy cái phim ma của Hồng Kông. Đó, có camera quan sát nha. Cái lô bên kia thì không có, cái lô này thì có. Mà dù sao có thì sẽ đỡ hơn. Đây là nhìn xuống phía dưới nè. Đây là tầng cao nhất rồi. Hết đường lên rồi. Phải đi xuống này. Lô 10. Đây là lô 10. Lô 10C. Bắn tiêu. Thấy không? Mấy cái đường ống
mấy cái đường ống nước thải này kia. Xuống tầng 2 rồi. Lô 10. Lại gặp con cờ hó nữa kìa.